Và trong cái hộp đặc biệt này thì chúng ta sẽ có hai lá GX Promo, 5 Booster Pack của các series khác nhau luôn, và một lá GX Jumbo siêu khổng lồ như thế này. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station và đặc biệt là những fan của series Pokemon Trading Card Game TCG ở trên kênh Toy Station. Chia sẻ với các bạn một chút xíu, đó là anh Khoai Tây đã cập nhật và order những cái booster pack của Pokemon TCG series mới nhất Unbroken Bonds, với hứa hẹn là những cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi thôi mà đã được những lá Charizard siêu hiếm. Tuy nhiên thì có một cái tin chưa vui cho lắm, đó là những cái pack đó nó đang bị kẹt ở trên đường shipping các bạn. Đó là anh Khoai Tây phải nhờ người thân order rồi ship từ bên Mỹ về. Cho nên trong lúc chờ đợi series mới Unbroken Bonds thì chúng ta sẽ mở một cái hộp Special Collection Vaporeon GX. À, cái hộp này thì cũng khá là lâu rồi nhưng mà cũng rất là hấp dẫn nha các bạn. Và trước khi chúng ta bắt đầu thì các bạn hãy giúp anh Khoai Tây high five bẻ cái nút like đó đi, để thứ nhất đó là truyền năng lượng may mắn những lá siêu hiếm sẽ có mặt ở trong tập này, những lá GX hoặc là Rainbow Rare thì càng quá tốt. Thứ hai đó là truyền năng lượng để cho mấy anh trong cái khâu shipping đưa những cái booster pack Unbroken Bond của chúng ta về Toy Station lẹ lẹ nha các bạn. Ok, như các bạn cũng đang thấy ha, chúng ta có một hộp Pokemon TCG, chủ đề chính là em Pokemon Vaporeon. Eevee là em Pokemon này, có thể gọi là Pokemon có nhiều hệ tiến hóa nhất trong thế giới Pokemon luôn các bạn. Thì nếu như nhớ không lầm thì em này có tới 8 hệ tiến hóa khác nhau, và một trong số đó là tiến hóa thành Vaporeon, hệ nước. Là em này nè ha. Và trong cái hộp đặc biệt này thì chúng ta sẽ có hai lá GX Promo, 5 Booster Pack của các series khác nhau luôn, và một lá GX Jumbo siêu khổng lồ như thế này. Ok, còn ở đằng sau một cái đoạn giới thiệu nho nhỏ ngắn gọn về hai em này. Massive Waves and Brave Hearts, they've got it all. Những cơn sóng khổng lồ và những trái tim quả cảm, đó là bản chất của những Pokemon này. Ok, không chần chừ nữa, chúng ta sẽ mở nó thôi. Đây, chúng ta sẽ xem cái lá Jumbo này trước. Wow, rất là đẹp, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn phía trên ở góc bên trái thì các bạn sẽ thấy có hình của một em Eevee nhỏ, và cái dòng là Evolves from Eevee, tiến hóa từ Eevee đó. Đây là một artwork dạng 3D của em Vaporeon, trong tư thế đang nhảy chồm tới trước nha các bạn. Nhìn mặt rất là dễ thương, rất là cute luôn. Các bạn sẽ thấy chi tiết cái mắt em này nè, lấp lánh ha. Và những bạn nào có sưu tập thẻ Pokemon TCG mà chính hãng như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ rất là quen thuộc với lại những cái đường vân lấp lánh, kiểu rất là độc đáo và chi tiết luôn. Thì những cái thẻ Pokemon TCG hàng nhái, hàng giả đó, nó cũng sẽ có lấp lánh, nhưng mà nó lấp lánh theo một cái kiểu như là kỳ lắm các bạn. Giống như là nguyên một cái lá nó sẽ lấp lánh đều luôn, chứ nó không có những cái vân vân như thế này đâu. Và đặc biệt lưu ý là trên thân của những em Pokemon nó sẽ không bao giờ lấp lánh ha. Đây là một lá promo, viết tắt của promotional, là một lá quảng cáo nha các bạn. Cái này thì anh Khoai Tây cũng đã giải thích từ những tập trước rồi. Cái lá này thì đang có một cái giá trung bình ở thị trường chợ nổi là đâu đó $8.04. Và đây là hai lá GX size bình thường. Cái lá này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó giống y chang như là lá Jumbo. Nó đúng hơn là lá Jumbo giống y chang cái lá này. Cũng cùng một cái mã số là SM172. Là các bạn có thể thấy thì hai cái lá này nó y chang nhau, không khác gì cả ngoài kích thước, rất là đẹp. Và chúng ta cũng sẽ có luôn một lá EV GX Promo, mã số là SM175. Đây đều là hai lá rất là mạnh nha các bạn. Em này có cái đoạn tấn công Boost Dash lên tới 100, còn Vaporeon thì có máu tới 210, và những cái hiệu ứng cộng dồn cũng rất là mạnh luôn. Để cho hai em này vào sleeve cái nào. Và một lần nữa thì hai cái lá này mặc dù cũng chỉ là promo thôi, nhưng mà những fan cuồng của Pokemon TCG cũng siêu tầm tốt các bạn. Đẩy cái giá của cả hai em này kiểu như là họ bán combo á, là đâu đó khoảng tầm $12. Tuy nhiên thì một lần nữa những cái giá mà trao đổi trên thị trường sưu tập ở trên thế giới những cái em này các bạn, cũng như là mang tính chất cho các bạn tham khảo cho biết thôi. Bởi vì thị trường định giá là một chuyện, nhưng mà các bạn có kiếm được cái người nào người ta sưu tập và người ta chịu mua hay không là một chuyện khác nữa. Rồi chưa kể thì ngay tại thị trường của Việt Nam chúng ta thì số người sưu tập thẻ Pokemon cũng thực sự là không có nhiều đâu các bạn. Và trên Toy Station thì anh Khoai Tây luôn luôn là chỉ sưu tầm là chính yếu, chứ không có mua bán gì được trơn trọi. Xem nào, 5 pack đi kèm theo thì chúng ta sẽ có X and Y Evolutions. Wow, cái series này nó lâu lắm rồi nha. Có artwork của một em Venusaur, tiến hóa thứ 3 của Bulbasaur. Tiếp theo là Sun and Moon Guardians Rising, cũng là một series cũ. Còn đây là Sun and Moon Lost Thunder, Sun and Moon Celestial Storm và Sun and Moon Lost Thunder. Ok, chúng ta có hai pack của Lost Thunder. Còn đây là một thẻ code dùng để đổi ra được một cái booster pack giống như vậy, nhưng mà là phiên bản online. Thì anh Khoai Tây không có chơi Pokemon TCG online, luôn luôn sẽ giveaway cho các bạn như thế này. Đây là dòng code ha.
Và chút nữa thì ở trong 5 cái pack, mỗi pack cũng sẽ có một cái lá code như vậy. Tất cả những pack Pokemon TCG chính hãng đều sẽ có lá code. Ok, để sẵn cái cả huyền thoại nè. Chân luôn hai em và Porygon với lại Eevee lên lấy hên các bạn ơi. Ok, xem nào, chúng ta sẽ mở series cũ trước nha. X and Y Evolutions. Cho các bạn xem một vòng của cái pack này. Đó, được bao bì rất là đẹp ha. Rất là chắc nữa nè. Đó. Cái phần seal ở trên và dưới rất là đặc trưng luôn. Ok, mở ra thôi. Đây, thì đây sẽ là một lá code. Đó, như là anh Khu Tây nói hồi nãy. Nhưng mà có một cái các bạn ơi, bởi vì đây là series X and Y cho nên là chúng ta sẽ không có đếm 4 lá mà hình như là chỉ đếm có 3 lá thôi. 1, 2, 3. Đếm sai một cái, lật ra là được cái lá đặc biệt luôn. Kiểu thì trước sau cũng biết thôi nhưng mà nó sẽ mất cái sự hấp dẫn đi. Ok, xem nào. 1, 2, 3. Một lá trainer. Đây là lời gợi ý của giáo sư Oak. À, có artwork của hình giáo sư nè. Wow, classic. Tiếp theo, Metapod, tiến hóa từ em Caterpie. Đó, các bạn có thể thấy là cái thiết kế của cái series cũ á, nó hơi khác một chút xíu ha. Ví dụ như cái thông tin ngay đây, em này được tiến hóa từ em nào á, thì nó hơi khác hơn so với những cái series bắt đầu từ Sun and Moon trở đi. Rồi cái thông tin số thứ tự của cái series, độ hiếm của cái lá nó cũng nằm ở bên phải chứ không phải là bên trái. Đó, thì tính ra trào lưu Pokemon TCG có cũng từ rất là lâu rồi các bạn. Tính bằng chục năm rồi. Cho nên là nhiều thứ cũng đã được thay đổi trên cả một cái chặng đường dài đó. Ok, tiếp theo chúng ta có một lá trainer nữa. Switch, cho phép người chơi đổi hai lá Pokemon ở trên cái bàn đấu của mình. Gastly, em này thì cũng khá là quen thuộc, lá hệ tâm linh. Diglett, em đang có một cái artwork nhìn kiểu sao ta, được làm bằng một cái phần mềm 3D nhưng mà hồi xưa đó các bạn. Tiếp nè, Rattata, chú chuột nổi tiếng của mọi nhà, nhất là những bạn nào mà chơi Pokemon Go sẽ biết, bắt hoài luôn. Charmander, đây là một cái hình vẽ kiểu rất là classic của em này luôn các bạn. Những cái artwork sau này của Charmander thì nhìn tròn tròn dễ thương hơn, còn đây thì nhìn đúng nghĩa là một em thằng lằn luôn á. Rồi, tiếp nào. Ở đâu ra tự nhiên một lá Energy. Cái vị trí của cái lá này là nó nằm khác với lại Sun and Moon nha các bạn. Một lần nữa, một cái thiết kế cũng khá là lâu rồi. Và theo công nhận riêng của anh Khoai Tây thì nó không có đẹp bằng những cái thiết kế của sau này. Ok, và tiếp theo nếu như không lầm thì sẽ là hai lá Rare có cái ký hiệu ngôi sao. Xem nào. 1, 2, 3. Charmander. Ok, cũng là một lá bình thường thôi, có ký hiệu hình tròn nè, màu đen ở ngay đây. Nhưng mà là có hiệu ứng Reverse Holo nha các bạn. Đó, lấp lánh cái viền bên ngoài. So cool. Và lá cuối cùng, lá Rare của chúng ta. 1, 2, 3. Poliwrath. Em này là tiến hóa ở thể cấp 3 rồi. Đây, một lá Rare có hình ngôi sao, mã số là 25/108. Đó, và là một lá có hiệu ứng holographic nha các bạn. Ở bên trong cái phần artwork nè, background tím lấp lánh đầy sao. Đó. Lá này đang có giá khoảng tầm đâu đó là $2.90 hay là thấp hơn hoặc nhỉnh hơn chút xíu gì đó các bạn. Không, mà thật ra thì anh có thể cũng khá là thích cái lá Charmander Reverse Holo này, cho nên là cũng cho em nó một cái sleeve đi. Ok, tạm để những em nó ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp với lại một pack Sun and Moon Guardians Rising. À, với lại cũng có một số bạn comment hỏi là vậy thì cái tiêu chí nào mà để cho một cái lá Pokemon TCG mà anh bỏ vào sleeve. Sleeve là những cái bọc bài như vậy đó các bạn, để bảo vệ những cái thẻ bài Pokemon của chúng ta kỹ lưỡng hơn, không có bị trầy trụa rồi hoặc là móp méo. Thì một trong những cái tiêu chí dễ hiểu nhất đó là anh Khoai Tây sẽ sleeve những cái lá nào mà gọi là hiếm hoặc là có giá trị cao. Ví dụ như là GX nè, Rainbow Rare, cái những cái lá đó là khỏi nói rồi các bạn. Bởi vì cái độ hiếm khá là khủng luôn. Thứ hai đó là những cái lá mà kiểu ít hiếm hơn một chút xíu các bạn, nhưng mà cũng là dạng hiếm ấy. Đó là những cái lá holo như thế này, có cái hiệu ứng lấp lánh ở bên trong cái artwork ha. Đó. Và thứ ba là cái này là riêng bản thân Khoai Tây, đó là những cái lá kiểu có thể là ngẫu nhiên đó các bạn, nó chẳng cần phải gọi là hiếm hay là giá trị gì cả, mà chỉ cần mình thích thôi. Ví dụ như là em Charmander này chẳng hạn. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ mở cái pack này ra. Ở đằng sau cùng sẽ là cái thẻ code. Và đối với series Sun and Moon á thì các bạn sẽ lấy 4 lá đằng sau. 1, 2, 3, 4. À, bỏ đằng trước ha. Và nếu làm đúng thì lá lật lại sẽ là một lá Energy. 1, 2, 3. Chính xác. Một lá năng lượng hệ Dark. Xem nào. Energy Lotto. Cái này là cho Lotto nữa các bạn. Lắc hồi là ra một cục Energy nè. Một lá item. Thêm một lá nữa. Aqua Patch là một lá vật dụng trang bị luôn. Vanillish, tiến hóa từ em Vanillite. Đây là một em Pokemon kem vani các bạn. Nhìn cái cấp 1 của em nè, cho siêu dễ thương luôn. Cấp 2 bắt đầu gai góc, đá bào nó hơn xíu rồi. Tiếp, Bellsprout, một em hệ cây. Gliga, em này là một em Pokemon kiểu lai giữa dơi với lại bò cạp nè. Geodude, em này rất là nhiều rồi. À, nhưng mà cái này là phiên bản Alolan ha. Có mấy cái cọng tóc tóc ở trên này nè. Patrat, một cái artwork nhìn 3D rất là đẹp luôn các bạn. Giống như là từ trong một cái phim hoạt hình của Disney hay gì á. Litwick,
này khỏi nói luôn các bạn, quá nhiều. Rip Clefable, một em hệ tiên, tiến hóa từ Clefairy nè. À, tiến hóa thì chân dài được một xíu ha các bạn ha. Một lá Uncommon, có hiệu ứng Reverse Hollow. Và lá cuối cùng của chúng ta sẽ là... Yep, Oricorio. Ok, đây là một lá hiếm nhưng mà hiệu ứng bình thường nè các bạn ơi. Không phải, ý là không hiệu ứng luôn á. Ok, hai pack rồi và chưa có gì đặc biệt xảy ra. Các bạn ơi, các bạn có tin là Jack sẽ xuất hiện trong tập này không? Hãy nhớ bấm vào nút like đó nha. Truyền năng lượng may mắn nào. Let's go. À, đây là pack Sun and Moon Celestial Storm. Là cô đã đằng sau. 2, 3, 4. Rắn hệ năng lượng nè. Lửa. Đúng, được work. Có năng lực chúng ta có Minior. Em Pokemon nhìn giống như là một cái cục thiên thạch ha. Combusken. Đây là em gà cấp 2. Tiến hóa từ em Torchic. Một lá trainer, Lycia. Whelmer. Em cá voi khổng lồ các bạn. Trời ơi, nhìn cái hình. So cute. Beldum. Cái artwork của em này nhìn trời ơi, phong cách ra rất là ngầu, rất là kiểu như là sao ta, điện ảnh luôn các bạn. Chứ không còn là như hoạt hình chúng ta hay thường hay thấy ha. Đó, một em hệ metal. Tiếp. Spoink. Em heo có đuôi lò xo. Và thêm một cái style artwork khác nữa nè. Rất là hoạt hình, rất là dễ thương. Thì đây cũng là một cái điều mà anh Khoai Tây rất là thích về sưu tập thẻ Pokemon. Bởi vì chúng ta sẽ được chứng kiến rất là nhiều những cái phong cách minh họa những game Pokemon này khác nhau. Mà cái nào cũng rất là tài năng, rất là đẹp. Boltoy, em này hình như là thuộc loại Pokemon cổ đại hay sao á. Không nhớ rõ nữa. Wingo, Pokemon Hải Âu, có cái sải cánh rất là dài. Một lá Reverse Holo Trainer Hiker các bạn ơi. Wow, xem nữa tưởng một lá Trainer Full Art. Và lá rare của chúng ta sẽ là... Yep. Sceptile. Ok, oh wow. Vẫn chưa thấy bóng dáng của GX đâu hết. Nhưng mà các bạn yên tâm, chúng ta còn hai pack nữa. Sun and Moon Lost Thunder. Rất hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra ở hai pack này nha. Xem nào. Đây là lá cốt. Ê, ủa, ngược rồi các bạn. Oh, come on. Cái Sun and Moon Lost Thunder thì cái lá cốt này nó lại nằm ngược lại. Ok, anyway. Hệ nước nào. Đúng hệ rồi các bạn. Trời ơi, có tiềm năng không đây. Có đẹp hơn rồi các bạn. Whip là trainer. Custom catcher. Fairy charm. Ở đây chúng ta có rất nhiều rồi. Hitmon top cũng như vậy luôn. Combi, ba chú ông chăm chỉ. Houndor, một em chó hệ lửa. Cutie fly, em chim ruồi hay sao á. Chinchu. Hoppip. Hay là cuối nè. Whip Chinchu. Vừa mới mở ra được luôn. Đây. Và cùng một số thứ tự luôn nha. 73/214. Rồi cùng là cái độ hiếm common luôn. Mà hai phiên bản thôi. Cái lấp lánh cho vui các bạn. Rồi. Và lá rare của chúng ta sẽ là... Yup. Nail. Alolan Persian. Tiến hóa từ em mèo Alolan Mouth. Ok. Và tất cả những niềm tình yêu hy vọng, những giấc mơ cháy bỏng, những đam mê chợt vụt tắt, chỉ còn tập trung vào cái pack này thôi các bạn ơi. Thì thực ra ở đâu đó trên mạng có một cái tin đồn không chính thức. Đó là những cái hộp Special Collection đặc biệt như thế này, cái tỷ lệ mà những cái Booster Pack chúng ta kéo ra được GX nó sẽ cao hơn bình thường. Tuy tin đồn là như vậy nhưng mà người ta đang bắt đầu nghi ngờ đây là những cái tin đồn thất thiệt rồi các bạn. Ok, thôi chúng ta mở ra nốt nè. Quên mất, mình đâu có cần mở chiều này đâu. Tại cái lá cốt nó ngửa lên rồi. Đây là lá cốt hệ Dark. Nope, hệ tiên. Ok, qua nhanh nào. Fairy Charm. Silcoon. Một lá trainer. Faba. Alolan Vulpix. Rất là thích em này luôn các bạn. Siêu dễ thương. Snubbull. Mariani. Cyndaquil. Poipole. Sableye. Em này có hai con mắt là hai cái viên kim cương, nhìn được khá là creepy ha. Và lá cuối cùng của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có một em voi Dawnfang. Như vậy thì thôi. Lôi hai em này ra chân đây cho nó sơm tụ luôn các bạn ơi. Tủi thân quá
Ok các bạn ơi, thì đây là tập thứ 2 trên Toy Station về chủ đề Pokemon TCG mà chúng ta trắng tay, không có một lá GX nào cả. Tất nhiên là những cái lá GX Jumbo rồi hai cái lá này thì không tính rồi các bạn, bởi vì nó là lá promo, những cái lá quảng cáo thôi. Khi nào mà mình mở ra được một cái lá mà nó có cái số thứ tự như vậy nè, đó thì nó mới là chính thức ha. Thì qua những tập như thế này thì nó cũng là một cái kinh nghiệm, đó là nếu như những bạn nào mà rất là thích một cái lá cụ thể nào đó, ví dụ như là các bạn thích cái lá Vaporeon GX này đi, đó thì các bạn hãy nên sở hữu một cái bộ collection cụ thể như vậy. Tuy nhiên nếu như mục đích chính là để săn những lá hiếm, những lá GX, thì nguy cơ bị trắng tay và trớt quốc rất là cao nha các bạn. Với lại thêm một cái đó là nhà sản xuất sẽ mix một số những cái booster pack của series cũ với lại series mới đó. Thôi tập này coi như chúng ta khởi động nhẹ để mà đón chờ series Unbroken Bond sắp về. Các bạn nào đang cực kỳ hóng giống như là anh Khoai Tây thì hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây được biết với nha. Ok, và nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khoai Tây sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.